một làm đi cầu đấy. Các bạn nhìn thấy con Yamaha R15V3 mà lên Sport Ranger, ông nghịch đến cái mức như này, ông đút hai con bi cầu vào trong này luôn. Mà các bạn biết là cái pha của con R15V3 nó bé như nào, ông đút hai con cầu này vào. Thử test độ sáng cho mà. Bây giờ bật đi nào. Đấy. Đây là cốt. Ui. Chả nhìn thấy cái mẹ gì. Thôi quả đường thẳng trước mặt. Ây da. Đây mình tắt đi nhá. Nổ máy lên đã cho chắc không tí nữa đây. Quảng hết điện. Điện điếc có phải chuyển không anh? Dạ. Điện điếc có phải chuyển không? Dạ. Không phải chuyển gì luôn. Sáng rất khỏe luôn. Đấy các bạn nhìn hai quả đèn nhá. Bắt xinh này. Thêm quả hai quả tun 40A nữa. Ui da. Hãy của mình sang con Win đấy. Con cái đồ của con Mio anh tháo hết ra rồi, đỡ phải tháo. Vâng, lấy cái bánh răng luôn. Thế thì em anh chỉ lấy cái bánh răng. Đây là chiếc Win X mà lên các bạn biết cái Win X bây giờ nó rất rẻ đúng không? Đấy, con này là bi cầu. Đấy, cũng laser len. Chụp chóa chụp chiếc đây cách mình làm trong ấy này, che đi này. Đấy các bạn nhìn cái lưới không? À, đấy. Lưới liếc các thứ che đi này. Đấy, chụp chóa che đi. Và đây là cái demi mà Audi A11 sẽ đấu lên để làm gì, để giống như con Exciter kia ấy, cứ mở điện lên để chạy ban ngày, nó sẽ có cái demi này. Đấy, nhưng cái demi này thì nó sẽ không được sáng quắc như con kia đâu nhá, vì là do nó bị nhuộm mất cái màu đỏ của con bi cầu Theo La này. Đấy, nó cũng nhuộm ra màu đỏ thì nó sẽ không còn sáng ở cái Audi này nữa. Đây là mình đang đấu điện đây. Đấy, dây dợ rắc cắm các thứ thì như gì thôi. Cái này là cái silicon để xịt thêm để bảo vệ nhé. Thực ra vào vách rồi thì các bạn biết là nó không có gì rồi, là vào gọn ngà rồi, nhưng mà mình vẫn xịt thêm lớp silicon này nữa để chống nước nó hiệu quả hơn. Và đây là mình đang vào điện. Đấy, như ống gen ống biếc này. Đấy, thì bình thường cái ống gen này thì chúng ta sẽ đút bằng là bật lửa điện đúng không, nhưng mà để làm nhanh và làm nhiều thì là sẽ lấy cái máy to khó phát là được luôn. Đấy, ống gen này mua rất là nhiều, các bạn có thể mua cái này rất là rẻ, nó không đắt đâu. Ok anh em, và đây mình sẽ review cho các bạn nhé. Đèn đây là lúc mình đang bật pha này. Bây giờ mình sẽ tắt đèn đi. Đấy, ok. Thì lúc ban đầu thì nó sẽ là như này. Đấy, ban đầu nó sẽ là như này. Cái bên này là mình đút cái nhân demi màu xanh nhá anh em nhá. Đút nhân demi màu xanh. Còn bên này là nhân vòng bi cầu. Đấy, anh em thấy không? Bi cầu Theo La laser len. Đấy, và đây là demi. Thì con demi Audi A11 này. Camera cầm cho anh cả. Đấy, đây. Search vào đây, có nhìn thấy ấy không? A11 Blair này. Đấy, chúng ta sẽ search con A11 Blair. Đấy. Nhưng nhớ phải bật Bluetooth lên nhé các bạn nhé. Đấy, nhận rồi. Đấy, demi. Đấy, demi số 3. Không, số 3, 6 up. Số rảnh 6. Đấy, cái này. Rồi, quá chậm này. Khai kích màu xanh tím. Ấy. Kiểu như này. Chơi kiểu này được không đại ca? Kiểu tầng giải nước này được không? Hay chơi màu đỏ? Không, cho em màu xanh dương đi anh. Xanh dương là như nào? Xanh này á? Vâng, đấy. Ấy. Rồi. Khai kích rất thích màu xanh dương. Có 2 giây nhận được cái Audi A11. Và đây, mình sẽ test cho anh em độ pha sáng. Cái này nhá. Đây camera đi vào đây. Vào đây. Đây, vào đây, soi cái đèn, soi này. Đấy, các bạn nhìn thấy ánh sáng trắng bật lên không? Đấy, thì cái công tắc này bình thường mọi người hay là công tắc tắt nguồn khẩn cấp. Thì mình đấu vào đấy là nó là chính là con hai con bi cầu mini đút ở gầm. Đây, tham gia soi cho anh hai cái bi cầu mini. Đấy, bi cầu mini đút ở gầm.
Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây, mình sẽ tắt đi cho các bạn. Đây, nó sẽ là hai con bi cầu mini đút ở gầm này. Đấy, bây giờ mình bật lên nhá. Đấy, là công tắc này. Vào đây camera ra đây em. Đấy, và tiếp theo nữa là cái công tắc này để tắt bật đèn. Khi mà tắt cái đèn này đi rồi thì cái đèn demi nó bi cầu màu đỏ nó không sáng nữa. Cả bi cầu màu đỏ nó không sáng. Đấy. Quay chưa? Đứng yên đấy để chú bật lên. Đấy, các bạn thấy không? Demi xanh và bi cầu màu đỏ của Hella đã sáng. Và bây giờ là mình test độ sáng nhá. Đấy, camera ra đây em. Thì các bạn nhìn đây, bao giờ bi cầu nhá. Bây giờ nó đã gần sáng lên rồi. Đấy. Nó phải chờ 5 giây thì nó mới sáng hết được bi cầu lên. Đây và đây là cốt nhá. Và đây mình bật pha lên này. Ui, các bạn biết tại sao không? Nó có ánh sáng vàng không? Đấy. Chỉ có mini. Ánh sáng vàng bởi vì là con bi cầu mini nó nhuộm từ con ánh sáng trắng ra ánh sáng vàng thì nó ra màu vàng nắng. Đấy, nên là khi mà đi cái này anh em mà đi tour xa mà chạy tour vùng cao Tây Bắc và sương mù ấy thì anh đi con này chắc chắn nó phá sương cực kỳ tốt luôn. Đấy. Còn nếu mà mình nghĩ là các bạn đi trong phố các bạn đi hoàn toàn có thể bạn đi con bi cầu này được rồi. Đấy. Quá sáng luôn. Đấy. Sáng mãi luôn. Đấy là lý do mà tại sao mà mình tư vấn với khách với winner là gì? Là chỉ lên cháu đi ra đầu này đi. Đấy. Đây là lý do tại sao mà mình luôn tư vấn với khách winner là chỉ cần lên một con bi cầu ấy thôi. Đi chơi kiểu mắt chuột mắt què do là cái ánh sáng ấy. Nó rất là sáng rồi. Cái vì là cái nhân zin của con winner, hai cái bóng zin winner thì nó rất là tối, nó không sáng. Nhưng mà nếu mà chúng ta lên một con bi cầu này thì chúng ta sẽ nó đã cực kỳ là sáng rồi. Không cần phải thêm một con nữa vào bên này nữa làm gì đó cho thừa. Nhưng mà khi mà cái lợi thế của một con là gì, là chúng ta không phải chuyển điện gì cả. Cắm rắc như zin, sạc như zin, mọi thứ nó dùng zin hết. Còn nếu mà chúng ta lên hai con bi cầu thì chúng ta sẽ mất nhiều tiền hơn ở cái gì, chúng ta phải thay sạc cái sai này, lên điện sạc này, lên điện bình này, rồi tất cả các thứ à phải lên để đi theo cái sạc cái sai thì nó mới chịu được hai con bi cầu, còn không là nó không chịu được hai con bi cầu. Giống như con giống như chiếc R15V3 vừa lên hai con bi cầu là dùng sạc cái sai là bạn ấy không cần phải thay đổi điện gì, nhưng con bi cầu đấy không phải lắp của nhà mình. Bạn lắp ở chỗ khác, còn đấy là bạn không cần lên sạc thì với hai bi cầu là không cần lên sạc. Nhưng mà với con điện con winner này lên hai cầu là không chịu nổi đâu nha anh em nhá. Hai bi cầu là không thể chịu nổi điện, nên là nếu mà anh em nào lên hai con cho cân đối thì mình nghĩ các bạn là lắp thêm con cầu ở đây cho nó đẹp thôi. Còn đâu là gì, còn đâu là chỉ cần bóng và ba lát GTA là chạy bằng con này thôi. Thì full combo lắp đặt này là 3.150.000 với cả cái Audi A11 này là tính rồi. Đấy, con demi này là mình thường làm là demi xanh để nếu mà anh em mà chơi màu HRC ấy thì nó lên nó rất là nổi, tạo điểm nổi xứng. Camera lùi ra một tí xem nó đi đường nó nổi không, quá nổi luôn đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi một sản phẩm review con béo ô tô, và sắp tới mình sẽ làm một con đèn bi cầu cho Z650. Mình dám khẳng định cực kỳ ít anh em Kawasaki Ninja 650 đút được con đèn. Không phải là anh em không chơi hoặc là không phải anh em không biết làm, nhưng để đút con bi cầu này nó cực kỳ phức tạp luôn, do là cái lòng của nó rất là ngắn, nên là để đút con đấy thì nhiều thợ người ta ngại, người ta không muốn làm. Okay, mình sẽ làm lên một con thôi. Ok anh em, cảm ơn anh em.
Tắt đèn đi anh xem nào. Tắt con cầu như nào. Đẹp vãi đều. Chuyển Audi A11 thành một màu thôi anh. We'll be right back.